Những gian phòng livestream bán hàng của công ty này bề ngoài cũng giống như bao không gian bán hàng của các streamer khác tại Trung Quốc. Tuy nhiên ở đây, mỗi nhân viên lại đang nói một ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Nga, tiếng Pháp cho đến tiếng Tây Ban Nha. Xin chào, chào mừng đến gian hàng của chúng tôi. Lúc đầu mới livestream tôi khá lo lắng, nhưng sau một thời gian tôi thấy thích công việc này. Là người học ngoại ngữ, được nói chuyện thường xuyên với khách hàng cũng rất thú vị. Sau khi Trung Quốc gỡ bỏ các hạn chế chống dịch, giao thương quốc tế bùng nổ, nhu cầu tuyển dụng lao động có ngoại ngữ để livestream đang tăng mạnh tại nước này. Công ty của bà Linh đang có buổi làm việc với trường ngoại ngữ ở địa phương để tìm kiếm nhân sự mở rộng kinh doanh ở các thị trường mới. Trước đây chúng tôi tập trung vào thị trường Anh và Mỹ, nhưng sau đó hai thị trường này trở nên bão hòa. Ngày càng có nhiều người nói tiếng Anh livestream. Chúng tôi xem xét nhu cầu và bắt đầu mở rộng thị trường Tây Ban Nha. Hiện nay chúng tôi có 6 tài khoản bán hàng bằng tiếng Tây Ban Nha rồi. Ngoài tiếng Anh ra, những sinh viên tài năng nói được các ngôn ngữ khác là không nhiều. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để những sinh viên giỏi được ưu tiên tuyển dụng trước. Nhu cầu tuyển dụng hiện nay cho thấy một xu hướng tích cực. Thống kê cho thấy trong tuần đầu tiên của tháng 3, hơn 700.000 khách hàng nước ngoài đã theo dõi các chương trình livestream của công ty Trung Quốc trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong năm 2022, các chương trình livestream bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh đã tăng tới 166% so với cùng kỳ 2021. Các streamer nói tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và cả tiếng Ả Rập đã được săn đón ráo riết trên thị trường lao động tại Trung Quốc thời gian